Chị Cường nó đang nhảy kìa. Chị hai dạ, cho biết cảm tưởng
đây là hàng của Việt Kiều. Đây là phong pháo đốt Mỹ. Trời, anh ba có ăn liền đêm vậy sao? Tiêu Nguyễn ơi, tiêu. Đây là bữa ăn đầu tiên của chị Hai mới về tới nhà. Là ăn ở bên Mỹ order, đây là súp. Mở hàng đồ ăn thứ dữ không chứ mai mốt. Súp nè, mở hàng nha. Heo quay, ô vịt quay. Bò xào cải làng và mực rang muối. Muối là bốn thau. Đang lầu. Trời ơi, con bé Phong, bé Phong nó ăn thấy ngon vậy không? Còn mấy chén nhỏ rồi. Đó, mấy chén đó to đó. Má bên này có thêm người nữa rồi, vui rồi. Thêm một hộp khẩu nữa rồi. Ba năm trước là đây là Quyền qua, 3 năm sau là chị Hai qua, 3 năm nữa là tới chị Ba qua. Chị Tâm đó, nó nói cậu ba cái vợ mở ba rồi mà còn trẻ Việt Nam. Cậu ba của hổng đến 5 cái vợ rồi. Thôi mời ăn nha. Mời rồi. Ăn không? 3 năm nó được qua, 3 năm nó được qua. Ai cũng no đủ hết trơn rồi đó, bữa tiệc cũng sắp tàn, bé Cường cũng còn đang ăn. Kỹ coi ở trên này thịt thì còn đồ bổ cũng hết rồi. Đồ bổ không ăn đó. Mày không ăn đó, không ăn ăn thôi. Ăn về bán này cái này chắc ở Việt Nam không có đúng không? Có mà chua thấy màu không có. Không phải cái này ở thì ăn cherry mà ăn mà nó đỏ như mà không phải lồn như lét ăn gì nổi. Không có. Không có. Ăn cái phía trong hay tròn vậy. Chua. Bên đây chị bán nó cũng hay có. Giờ này chị Hai thức mà nghe bên Việt Nam còn sáng không chị Hai? Dậy trước. À. Một giờ. Bên này sáng, bên kia tối, bên kia tối, bên này sáng.
Đúng rồi. Nè, nó khô quá Việt Nam. Ăn thử coi. Thịt cũng cho ăn, hoặc trái cây không cho ăn. Thử đi. Thịt là em có ăn không? Để không nó còn ép ăn nữa. Thằng này cho đây nè. Thằng này biết. Thôi con rửa tay không no rồi. Cháu đeo đây. Cháu đeo mực được rồi. Về con về nhà ngủ liền lấy một tập sáu. Ừ. Rửa tay đi con. Con mẹ tưới vợ mẹ. Thôi rửa tay con. Bà mẹ mới nhớ. Thích mấy bà mẹ. Đây là một người vui vẻ nhất. Đó, thấy chưa? Đợi bao nhiêu năm trời mới được đó nha. Bây giờ gọi là finally see together. Á. Bữa nay là ngày lễ Chúa Lê Phò của Hoa Kỳ, ngày lễ độc lập, ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Bữa nay mọi người đều vui chơi, ăn uống, thả vàng và đốt pháo thả ga. Đãi chị hai từ Việt Nam mới qua. Hôm nay khí hậu ở Phật Linh này rất là mát mẻ. Đây là bánh bèo. Còn kia là bánh cuốn.
đã quá đã. Lấy một hai con thử chừng 7-8 con. Là vàng nữa rồi, bữa hổm đem phù lùi bữa nay vàng nữa con. Có màu không có vậy? Con màu vàng. Hai đứa tới trình diện mẹ đi. Đấy, đưa có hai kìa, có hai cái kìa. Ngồi đây mẹ nhặt tú đốt pháo rồi. Trời, năm nay không có thằng tú ai đốt pháo rồi cha. Để nó tới đây trước đi. Ủa cô Trinh, hôm mới chơi chú bốn mới nắng cho vậy. Anh ơi, hôm nay chú bốn mới nắng. Đường gia này nó hồi đó giờ lâu rồi. Nó tới nó mừng lắm. Bữa nào muốn anh ai vô đi anh ai cùng làm chắc. Cứ làm lắm. Ở đâu? Ở trường. Trường. Ghế hả? Hôm qua con đi. Thôi ghế thì lấy ghế. Mà mình có pháo mà thì cũng có làm gì nữa. Rồi vậy. Lạnh quá chen. Lấy không? Lấy vô. Lấy tất cả. Không cần. Mỹ nó cũng vậy mà. Giờ này cũng ngon lắm. Nó đi vào sáng sớm. Nắng gì đó. Cho mình theo. Mình đủ đồ ngày nghe. Để tối giờ này có. Ôi, tụi nó chơi như vậy với tứ kia nó cũng về rồi đó. Chào. Kèn ơi, lấy áo lạnh mặc đi. Anh ơi, cái này là thắng không? Ngồi cái này nè, nói mà cãi. Cái đó là ít. Đấy, đứng xuống đi cho mẹ ngồi lên rồi con ngồi nghe nè con. Trời ơi. Chứ không cũng tròn vậy không hết. Trời ơi. Tròn không? Anh tính đưa nhỏ né tàu cho nó uống bớt cho ốm. Tàu. Tôi phụ nước rồi. Thấy là thấy hơi lạ ha. Con ơi, quay ngồi. Để cho bánh. Để cho nó lời gì mặt. Ủa cái má cao tao. Nó tại vì nó xem lên nó nói vậy. Sao mà chưa hết chạy rồi. Sao đây là chạy quá chạy. Nhỏ con chạy lẹ dữ.
ngày birthday của chị Thanh. Bên bếp chuẩn bị đồ ăn. Đi đâu nhưng mà phải đi có con hay ok. Cánh gà và chim cút. Đi cao hả? Mập hơn chút mà thì cũng không sao đâu. Nhưng mà nghe tiếng mập là không vui rồi. Đâu lúc này chị qua mập thế đẹp. Mà cỡ này qua cỡ này ốm sướng quá vậy. Cỡ này là cỡ này qua thấy mập mập thấy cái đẹp ha. Làm về giá cứ làm vườn ngày 4 tiếng thôi. Chắc không có em nghĩ sao em không chắc chắc lục không ra quá. Cái tên không? Cái quan. Biết đọc không con? Biết đọc chưa? Không làm gì biết đọc. Biết đọc mấy chữ nhỏ nhỏ con. Đọc thử coi. Trời ơi cái chữ này mà con không biết. Chữ đó tên con đó sao con không biết? Em biết lấy lại. Tên lấy lại. Nè. Đây đó nè. Ok ok ok. Con phải cảm ơn đó. Ai đưa cho con là con phải cảm ơn. Bà ấy bánh đi rồi chút lơ hở em coi tiền của bà nó không à, giờ nó coi gì chơi nó lo tiền nó bỏ vô heo không à. Bây giờ tiền của nó em lấy cũng được nữa chị, con heo của nó lấy không à, em không có được đồng nào nữa hết trơn. Ừ cho bê hả, thôi thôi nếu không cho bê cho mẹ đi con. Bê mua bia hết con ơi. Trời ơi sao mặc ồ không sao, quần đó quần cũng ba nó mới mua cho nó đó. Trời đồ đó đồ đẹp của ta chị Bích. Cho con ai hả? Con ai vậy? Con thì nó chung cấp đi rồi chút xíu nữa. Vậy chắc để tao lấy cục coi có cục pin nào tổng không? Chạy đi hả? Chạy đi like đó. Bút này là. Ừ xa nữa. Có cầu nguyện gì không? Rồi 1 2 Anh hai nói anh hai muốn xa, anh hai bấm cái nút bên không á. Đây thấy hả? Phải chơi vô. Tốt ra rồi. Dạ vậy hả? Đó nha. Ừ. Vô. Để
không đẹp trai chứ đâu. Đẹp trai quá chừng luôn á. Ai lộn vô được nguyên cái mặt á. Đặc biệt là bữa đê mà. Mấy tuổi con, mấy tuổi? Trời ơi, quá rồi. Con nghe. Nè, mẹ nói trong phim cho mọi người nghe nè, 6 tuổi là không có được bú nữa chứ. Ồ, phải hả? Bú hả? Tiêu rồi. Hứa không? Ồ, đúng rồi. Con hứa rồi. Con hứa rồi. Mẹ ơi, bị lớn mà con bú, nó quê quá. Thôi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Con dám hứa rồi, con hứa rồi. Con bảy đi. Chịu sáu rồi, cái bữa hồi cách mấy bữa, cái bữa nay là ngày cuối cùng á. Con dám hứa. Con bảy đi. Cái anh nói bây giờ hứa thì phải chạy cho lớn cái mạnh dạng. Dạ sư con. Đi về nó coi chê chê. Chả chờ 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 xấu quá con. Con lấy tay banh cái miệng ra. Lấy tay ha, lấy hai tay ha. Con banh miệng ra con. Ồ, đó, đó, đó. Ồ, quá ghê, quá ghê, quá ghê. Hết rồi, hết rồi. Hết được rồi. Hết được rồi, uống sữa coi sao. Uống sữa coi sao. Tập thể dục, lấy tay. Con uống sữa hả? Uống rồi, con uống rồi, 18 tuổi rồi. Thổi uống sữa, ăn cho nhiều, tập bơi. Thổi đi bé Thông, thổi đi bé Thông. Tập cái dục có được. Đó bé Thông, thổi nhẹ nhẹ thôi, thổi nhiều quá. Anh hai con nhiêu tuổi? Mới 17. Ô, người ta tới 24 mà con tuổi nó hết sao con ơi. Con chứ, con cũng còn quẩy cái dòng này. Con mấy. Con quẩy cái gì vậy? Bữa nay ăn chay phải không? Ăn chay. Chay. Đâu biết. Bánh nó chảy hả? Cứ bánh kem á. Ừ, bánh nó chảy. Bánh chảy tại nóng á. Nè, với Thông ăn đi con. Đấy, cũng hết con. Đi bể. Nè, với Cường. Quá, thôi đừng đốt nữa, quấy.